dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần, sao ngoài kia chưa có mưa. Đổ tài luôn đi ơi. Go. Hey, 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 hey. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần, sao ngoài kia chưa có tuyết rơi. Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát, bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Hát gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè bằng áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vậy vậy, phải tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật mấy cái nhạc giật giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát, hiểu không? Cái gì? Mấy cái nhạc mà ba nhảy để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài cò bay cò bay. Bay nhảy cái gì? Bay nhảy cái gì? Có bay cho nó được rồi. Mắc cười quá, hát cái nhạc cà giật người ta nhìn vô người ta cười. Già mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái, hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè, mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên ha. Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha, tôi hát cái bài này bây giờ ông đờn tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mưa đắng mây vẫn hay đi quê, vẫn mưa mưa rơi trên đường thì thầm, trời mưa sao không có nắng. Hay ghê không? Hát là hát như vậy, hát như vậy. Ông tàu lao ông ơi, ông hát của tàu lao tôi à. Trời mưa sao không có nắng? Thì bởi hỏi trong tình yêu chứ. Mình hỏi nhiều câu cắt cớ mới gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, nghe chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh pizza mà nó tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, giải nhất mà. Thi giải gì? Cái cuộc thi gì Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vi Star hả? Vi Star giải nhất. Đừng có tào lao, tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó hết. Trên cái gì? Vita tôi giải nhất. Vita là chương trình Thúy Nga, Paris by Night ta tổ chức. Tôi đâu hiểu thấy ông không? Thôi, không thấy mặt ông, ngay từ vòng loại. Vita Paris by Night gì? Paris by Night. Ông, Vita của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu. Chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá ngay gần nhà ở ngồi nè. Sống ạp ạp tôi vẫn hát. Biển sông đừng xô tôi. Thầm. Rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không? Cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi à. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền. À, rồi sao? Lên trên núi tôi nhìn xuống dưới đó, thấy biển trôi rồi tôi hát ô rừng núi của ta. Thàm rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim cho đạp xuống. Sao mà đạp không? Hát quá chim bãi chân cha bắn không được. Mấy cha đạp xuống. Tào lao quá. Đó, từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả? À, chấn thương cổ gì? Nè, sao không chi chỉ đây? Không, té bị bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá. Kể chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy. À, nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong viện dưỡng lão này, còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay lắm. Ê, ngồi xuống hả? Ngồi xuống sao sao mấy hổm đài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á, không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong viện lão này đi ra đi vô là thấy hết á, hổm đài không thấy bà Liễu, bị bả mấy cái môn hát bả mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. Ờ, hổm đài cái da bả xanh xao lắm,
Tôi nghĩ chắc bà uống trà xanh á, rồi bà lấy cái xác trà bà ướp mặt bà hay sao á. Hả? Lấy trà xanh á rồi lấy cái xác đó ướp. Chắc bà bị bệnh hay gì đó, chứ trà xanh nào mà uống xanh da cả. Bị bệnh á, tôi nghĩ bà bị bệnh hay cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu, không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô gái hay xuân trong trắng thân chưa dương mùi trần xuân đến qua mơ qua mận nở gái xuân trải lụa trên sông dần. Thôi lên đi bạn. Người ta là 15, 16 tuổi người ta hát bài gái xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn xuân của tôi khoe cái khác mà. Ơi hát cô gái còn xuân. Tôi là cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần à. Quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Bà ơi, nhìn bà thấy gốm hả? Ôi Liễu à. Bà, thôi ông đừng nói chị mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Ý Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh. Đó. Khúc còn lại là của tôi, của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ. Không mà... nên nết mà lá chùm. À. Ủa? Làm gì? Ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Làm gì ganh tị? Già nhìn lại. Ở trong diễn lão mà làm như ở bên Australia đeo vàng ngập mặt học sàng học xoài được. Ganh tị. Ừ. Gia đình tôi có điều kiện. Điều kiện con gì? Tôi nó nói má ơi má vô viện dưỡng lão má ở má buồn quá. Bây giờ nhà mình có tiền nhiều không biết làm gì con mua mớ hột xoàn vô cho má bắn chim chơi. Trời ơi. Gà rồi đâu có bắn đâu. Thôi để đeo cho nó vui vậy mà. Thôi 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 nè. Có tiền là để dành chữa bệnh đi. Cái mặt gì xuống sắc lắm rồi đó. Tôi xuống cũng kệ tôi. Tôi vô đây ở nghe xin lỗi đi. Gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu. Đưa tôi vô đây ở để làm gì? Tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó. Làm từ thiện thôi. Xin lỗi không cần. Đây không cần. Nghe nhà mình được cái là cái gì cũng không có mình ngoại trừ tiền. Nghe. Tiền rất nhiều. Con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng. Nó nói ba không mấy 246, 357 ba chia ra ba ở chủ nhật bạc ti nhà cuối cùng. Nói thôi ba già rồi đi tới đi lui mệt. Không ba vô ba ở đi. Không con chết. Con chết. Tôi nói không. Tao vô viện lão tôi ở cây cảnh hữu tình cho vui. Trời trời. Tính ra như anh là được đó. Mình lớn tuổi rồi. Dọn nhà dọn tới dọn lui chi. Dọn đúng. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn chi. Đi sao nổi. Chờ dọn 1 căn 1 vô Bình Hưng Hòa yên tĩnh. Ủa có cái khu mới hả? Ừ. Khu nào hả? Nghĩa địa. Cha này vô duyên à. Vô duyên. Bán lựu đạn hả? Đổ á. Không có cái ông nào mà nhà 2-3 căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ. Không có bà nào mà con bán học xoàn mà vô đây ở hết trơn. Ủa thích. Thích vô được không? Nó có điều có lý do nha. Xin lỗi nha, cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp. Mình vô đây là chi? Để mình gọi là giống như mình đi gọi là ô, nhìn mấy đứa nhỏ ô trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ ô. Xin lỗi ông à, tôi không có cần gì hết. Cuộc đời tôi buồn thì lấy đờ ta hát thôi. Ô mê đi, mê đi, ô mê đi, mê đi đời ta. Hay quá. Có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vòng lại y chang mấy bài cũ. Kệ tôi à. Trời ơi trời, xin lỗi cuộc sống của mình á. Còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng. Thấy không? Tận hưởng gì? Được cái không có đẹp trai mà có duyên.
hiểu không? Ai nói tôi, ê sao ông này nói chuyện có duyên giống Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, thấy không? Này, này. Gì? Hot girl. Gọi miết không? Gọi mà hãng điện thoại nói, ơ, kêu bạn gái đừng gọi nữa. Nhiều tiền quá, thanh toán không nổi đâu. Alo? Heo con hả? Trời ơi. Trời ơi đó, nó đâu có quen người được, nó chơi tới heo rồi đó. Heo con hả? Ờ, anh thỏ trắng đây. Ông? Ừ. Thỏ mà lấy heo đẻ ra con chồn hả? Chắc vậy quá. Alo? Ừ, thỏ trắng, anh sao? Hả? À, gì? Cái gì? Mệt quá hả? Ừ. Sao? Ừ, gì? À, ông... Làm cái môi lên kìa, rớt cái môi rồi. Ờ... À, ông sao đâu? Thở đi. Hả? Viết thư tay gửi bảo vệ hả? Ra lấy hả? Ông cái hả? Thôi, bữa sau đừng bắt hung nữa nha. Bữa hung cái ướt điện thoại, tay màn hình 2,5 triệu. Cấp máy over. Thấy không? Cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bốn mấy á, nó sung, thấy không? Đó, bây giờ mình ra nè, mình lấy cái thư gọi là thư tay, bỏ vào bảo vệ, mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha. Thấy không? Cuộc sống khi mà nó có cái gọi là cái tình yêu đó thì nó vui lắm. Đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha. Hai ông bà này cũng nghi có tình ái gì nè nha. Tình ái gì vô duyên. Cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy nha. Chứ cũng đâu có ai hợp với ông. Ba. Gì? Có khi nào ông nói thiệt không? Ôi, cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe mệt. Không, tôi thấy chả cũng lùng lùng chứ chả có duyên bà. Duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi mê cái thằng cha mà người không ra người, heo không ra heo. Ê! Bà đợt đợt làm nhiêu mà chết mẹ. Là gì mà không quéo dữ vậy ông? Sướng đó. Sướng quá mà nó quéo người tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô chung cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng cha nhớ, mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ, hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày đôi ta sum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta sum vầy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ, miễn sao mình sống hạnh phúc chút đời là được. Tuổi tác không quan trọng, hôn anh tóc tiên. Cái gì? Cái gì? Ông quen tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái. Trời ơi, ông may mắn vậy. Vậy? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Baby Banai hả? Bà tóc tiên Banai nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát trong Baby Banai đó. Không có, tôi quen bà Tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà, cha vô duyên thiệt. Bà làm tóc chợ Thủ Đức, bà tên Tiên, người ta kêu ê, tóc Tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi. Dễ gì? Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại, cũng có sáng rảnh, chiều rảnh, tối rảnh mở ra đọc, tới đọc lui cũng vui, còn hơn những người mà không có, sắp chết già chết mòn đó, trên ghế đá.
chưa? Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Xe cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thiệt hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết rồi ông nội? Tôi vui quá mà. Cái gì vui? Tôi nói nghe, tôi hát là tôi thui điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thui điện thoại, tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bên nào? À, bên kia bên này. Thúy Nga, Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Ê, qua xa. Bắt tay. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hai mình là ăn ở có đức, cho nên trời cho. Cái dòng mà thất đức là phù mỏ. Đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần á. Bà là vô duyên. Tôi nói ông nghe nè, tôi nói thiệt á. Cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết, sao biết? Bảo vệ kêu báo ra, ra lấy thơ. À thơ, thơ bên Mỹ à? Ờ, thì tôi qua tôi thấy nha. Ê, khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Rồi tôi chốt nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả, còn lâu. Chị quẩn là chị ngồi chị điếm hột sàn. Đây 3 ca nè, 6 ca đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18 ca, hai bên 36 ca. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hộp tầm bậy tầm bạ, không có ai học toàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Trong có cơ sở đi thử chưa, mua máy về thử đi cưng. Thôi, nhìn cái mặt là biết khảm tài sắp chết rồi, hổng này xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt, đó thấy chưa, dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ. Đọc ngay chơi, bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Thấy nước ngoài ta lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa có đó. Ừ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần, nhưng không được. Sau này, nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông. Và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Ký tên Barito. Ồ. Ghê không? Lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Vui quá, xa là vui. Xa trai em ơi, con gái ai nấy cũng thiệt vui. Nè, vừa phải ta nghe. Ôi trời, mấy người mà. Trời ơi, đừng có nói con quen với tụi tiên đồ ấy, gửi thơ với tay, thơ tay đồ. Tình yêu. Nó mệt quá ông ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không. Đây, lấy thơ tụi chị vậy. Loài chành té bứa đây ha. Yeah. Dở qua dở lại trắng nõn không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Yeah. Nè có chữ nào đâu? Ông coi đi. Cái đó là người ta gửi trên Facebook mà không in cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In ra không có được. Nè. Tại sao ba ngựa chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, bậy. Anh, tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng. Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Thấy gốm á, thân chưa dướng bụi trần, thấy gốm á. Nè, tại sao mở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy? Hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không nhận tôi chơi với người lừa dối. Làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ, chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước. Và hy vọng ông còn chút Liêm Sĩ mà trả nợ, ký tên Mã Thị Tố.
Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa nguyên câu chuyện ở bên ở máy di khờ gửi về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa, để cho chị ra ngoài, chị điếm hột xà. Ha, ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá à. Bà hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé. Bà hay quá ha. Ôi giờ sao, có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi rồi, ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi, người ta đòi nợ mình là như bên kia mời. Ai điện thoại kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè, bảo quên nè, nghe đi nhanh. Ê, nghe gì có sao không? Nghe đại đi, ông nào kiếm bả đó. Nghe đi, bắt cho biết coi, bắt cho biết coi. Con con yêu. Con yêu hả? À? Ủa, tôi quen con heo, bả quen con yêu hả? Bấm cho biết cơ. Alo má hả? Má, má à, con nói má nghe nè, mai mốt á má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi, rồi má cần cái gì á rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài, chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao. Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi, mai mốt chết tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao. Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy? Hết pin rồi. Bà quên cái vỏ. Bà xào mình hả? À, đúng không? Đúng không? Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả? Bà gì? Thôi đi ngang. Cảm ơn. À, cảm ơn giữ cái vỏ giùm hột sàn không nè. Nặng quá. Ờ quên. Để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm. Cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con? Má nè. Thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàn nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi. Ờ. Thôi còn tiền bê cất đi hả? Để im nói chuyện với con. Ờ. Thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu. Khi nào má rảnh mới. Cái gì vậy mà? Khi nào má rảnh mới về. Ờ. Bà Liễu. Nhà cứ cho mướn hết đi, má Liễu. Không có ở. Liễu à. Cái dây. Điện thoại hết pin mà gọi gì? Hết pin thì kệ nó chứ mắc mơ. Nhìn vậy. Hồi nãy nó gọi vô. Cô bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, sao má vô đó chi ở nhà với con. Vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nói chỉ thương thiệt bà. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Ồ. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha. Hai anh chị đi, mình bỏ qua chuyện cũ đi, mình phải vui lên, đúng không? Bây giờ buồn làm cái gì? Mình phải hát, mình phải cười. À, thì còn nhiều ngày sống rồi buồn làm gì? Dạ, sắp chết rồi vui, được ngày nào vui? Ông nhớ đó nghe. Nhớ, từ nhớ. Từ nay không có gây chuyện với tôi nữa nghe. À, bà có chết tôi cũng gây như thường. Thôi. À, vô duyên rồi gây chứ sao? Mới nói đã gây rồi. Bây giờ gây chứ sao? Thôi. Nhìn mắt không ưa. Ôi, cho mắt có gì ưa, ai ưa ông? Cái mắt có gì tôi ưa bà? Thôi tôi can đi. Can tôi cũng không mưa ông luôn. Cái gì vậy? Ông ra ra tôi vừa vậy đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Thì nói chung là còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình phải vui đi. Vui. Ra. Vui mấy. Bên đi em ơi. À, hãy gây dấu những dòng lệ rơi. Hát đi bà, hát đi bà. Hãy ngơ mặt nhìn đời. Vì đổi thay ta mang tin người. Ta không thèm làm người. Ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người. Ta làm máy bay khắp phương trời. Hey!
lên đi em ơi. Người người sống chứ sống lẻ đơn. Hãy ngước mặt nhìn đời. Nhìn đời đi bà cô. Nhìn đôi thay ta vạt tim. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời. Ta đã nhìn bay các phương trời. Bà Liễu, má, con biết là má thương con, như thương cháu, nhưng mà má bà hết nợ với con, Trần Giang rồi ông ơi, không có vui má ơi. Thôi, má lỡ thương con rồi, má thương cho cháu nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đập rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng Mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng Mõ! Thằng Mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây. Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc. Thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng. Nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Bẩm nhà con bận đi đánh golf ạ. Thôi thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh lắm khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có, còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi đánh golf là đánh cái gì? Bẩm nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh gốm để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì nhá. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng này có việc gì thế ông? Ôi mà ôi giời ơi, sao mà sáng sớm mà sao mà rời nóng quá vậy? Đấy. Thế mà nóng ông quá. Gác chuyện làng sang một bên đi. Gác chuyện làng sang một bên. Gớm từ xưa giờ
chỉ nhìn thấy thằng mó, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mó đâu. Bẩm, cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Đúng khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng thế. Này, có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Tấm khổ con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợt tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi á, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy, ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy, hiểu? Cụ... thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn, nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ồ, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ. Vợ thằng bó. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết, cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả, miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn ở số 1 cũng như số 10. Gớm khó. Con là gái đã có chồng, cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên cho mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cũng dê tôi. Cấm mồm, cấm mồm. Ô cô gái này. Này, dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Ừ, này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ, mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc với con ạ. Vớm khổ. Này, dạ. Mày có biết câu luôn màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm, cái nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này, dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy, là con Màu ấy, nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho, mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế, giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông, tên là Màu Thị. Ê cụ. Con Thị Màu, đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. Ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế Mỹ mày tên gọi gì? Ngược. Con
tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Ấy chết. Thế thì con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. Qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày Cởi Trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha thường hạ Tây Đông, con gái phú ông tên là Màu Thị. Mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt Kiều Mỹ gửi tặng. Cái máy thâu đấy. Con đâu có cần phải thuộc. Con chỉ việc đi khắp làng, gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì? Thế đâm ra hay. Tự dưng mày mở lên lại ghé chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày là mõ hay tao là mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về, con cho con bú nhá. Thôi con đi đấy nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Là bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Thế mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ. Từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mỗi máu dê sao? Ừ. À, nó là vợ của thằng mõ đốt đấy ạ. À. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. À, cụ Tránh, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Dạ. Yeah. Gớm khổ. Đây, mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên này. Dạ vâng. À, vâng, con giúp cụ Tránh ngồi ạ. À. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Màu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu hết trơn á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Màu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, chảnh dụng suốt kiếp, chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Màu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Gấm. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Màu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Màu đâu? Màu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu quang vào liền. Nói đi anh, đừng làm tình bạn. Bảo nó nhanh nhanh đi. Cứ đi anh, nói đi anh, cuộc tình mình sẽ lâu dài, 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 dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay dậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bờ hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó. Tao bảo, mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử, đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mà ăn kiến, có trố đâu mà trố, thấy đâu mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Màu và cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Màu, anh chân mạnh giỏi.
cái gì vậy? Cái gì vậy Mậu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Trời ơi, em ơi bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con Mậu. Dạ. Dạ. Tại sao á, cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Chánh? Dạ. Chỉ riêng mày mày lại gọi là anh Chánh là thế nào? Là tại vì anh Chánh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Mậu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Cái gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh kia em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm, bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Mau dạ, con qua đây, con qua đây. Là nữa hả? Từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ Chánh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi, cái gì ra quyển đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lại mày, nhưng con mà đây là trước công đường, con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi, mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ, mà con nói bố nghe. Bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy, không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là cực dữ lắm á, đừng có bậm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Mậu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dại, nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn à. Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta xử, 1 giờ nó chạc thêm tiền cả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lại mày. À dạ thưa. À, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Đó. Cả năm nay bố trên sư nó làng mới vớ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay không chữa. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó. Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi, trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con Mậu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử lẹ lẹ đi, còn ăn trưa nữa đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi nó thân mới lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa đó, con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn thôi. Trời ơi ông. Ờ đó vậy đi. Trời ơi dạ. Cái búa mà bà làm như bà cầm cái hồ lô. Dạ đây. Ôi sao ông xã? Đó tay ông. Đỡ phụ cây. Ôi trời ơi. Tiên sư nhà mày chứ cậu nhẹ không còn mà. Cái búa nào à? Mày mang cái búa này cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à? Cầm có một tay mà ông cầm tới cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à. Này. Xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ. Mà nói cho Quang Nga nha. Nói Quang Nga nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng khi hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái chân luyện mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè, nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy
Nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô Trắng thì thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép vậy? Thì có sao tao nói hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai á mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu. Nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con? Màu nghe chưa Màu? Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc rồi. Tao ơi mày cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Cái giọng trầm quá. Trong cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Dạ. Thôi thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ mày coi đây này. Ê đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Thầy đi ra cô ba. Ba đừng. Cúp cái gì? Đây đây mà coi đây. Trời ơi hết hồn chưa à. Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ chứ ta chịu nổi không? Đây. Mày coi đi. 1.800 người mà 10 người một thồi vị trí là 180 thồi. Xin lỗi đi, thồi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng nó uống 80 ngụm nước nó loài bụng nó là bụng đâu nữa ăn. Em muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này. Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh. Ừ. Menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Trời. Special menu for chữ hoang. Trời ơi. Món thứ nhất, đặc sản ốc dồi dồi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì ca nướng tui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi đừng con. Đừng có lo ba, đừng có lo. Trời mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thưa thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi con khổ quá à. Bước qua em khổ quá. Chánh ơi chánh, em nhiều bôi fan lắm, làm sao nhớ được à. Con ơi à. Em bị tim thòng mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thòng, tôi thì thòng tim. Ông cứ gõ búa hoài nó xỉu nó xà cho người tôi. Già rồi sức đâu chống nổi. Con kia. Mày đứng lên ngay. Dạ. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Dạ. Mày cứ sắp sắp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bước quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con. Mình thoát lại. Dạ. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ chi. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này con cứ chỉ đại cái thằng năm con Cụ Tránh vô. Tại sao phải chỉ là có? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó trọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, á thằng năm không được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn á.
Này, cứ đẩy cái phải nào. Khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên mày. Đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù 1 năm đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện muốn nóng à? Mũ đất. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Tần khúc chiều mưa nguyện anh trên. Cô cắm mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Cô hát yêu ngào. Ta bảo mày khai chứ mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa. Xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ê, không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi nấu nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Bà Mau ơi. Ta bảo chứ chứ con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bọn nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe ở chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này, cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời đấy, đấy, ơi đấy, trời, đấy. Lúc đó con mắt nó lim dim rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi, con không nhớ rõ để con không phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi, đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ lại. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt. Có râu bạch kim. Có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê, khoan. Con Mau, tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày bị đỡ hại tao. Thằng nào ăn nắp bắt tao đổ vỏ hả? Mày chi tao có chấm bút gì tao mới gần mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên hộ tao cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An. Khoan. Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Các người đừng tuyên án. Đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. I do know. Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích.
anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nỗi quốc ức của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em giống như trong câu người phu khiêng kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay, hay quá anh ơi. Trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy thằng quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không báo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi, em nói cho anh nghe, cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Bộ. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia, nếu tất cả đều nhỏ trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nơi. Em mầu. No. Em hãy ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì. Dạ thưa ông. Rồi. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi, cho cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông. Anh. Em. Hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chút nữa tôi lăn hay gì. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Trời ơi. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời. Oh, yeah. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh. Ráng ở tù nha anh. Xong. Cố gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiền em. Quang. Chuyện các người. Các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hối. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó, bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời ơi. Sao ông xả? Mày đang đỡ cái búa sao rồi mày thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Ông xả. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em mau 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 mau. Anh no. Đem nó đi. Em mau. No. Đem nó đi đi. Đem nó đi ngay. Con tao mày. Tụt mấy tao bây giờ. Buồn già. No. Nghe anh nói nè. No. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Trái. Mai. Ta đã xa nhau thật rồi. Ơi, cô cháy, cô cháy. Em biết khi tan bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on, come on. Tiên sư chúng mày, bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em mau. Đen à? Đen. Đen ơi. Đen. Trời ơi. Không có ở nhà mà để cửa ta nói tan quát thì giống như mời ta vô lấy đồ hay sao á. Khổ ghê luôn nha. Con còn vợ mà sao nó tệ cái gì đâu á. Lớn già đầu mà y như con nít vậy đó. Dạy hoài không được. Chỉ biết từ 1 tới 10 thôi. Thường giờ tôi tử tôi đếm từ 1 tới 9 nó cũng không xuất hiện đâu. Tới 10 nó nghe kiểu 10 nó mới xuất hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy không? Tàn hình mất rồi. Mười. Dạ có mặt. Hiện hình. Trời đất ơi trời. Phải bà không vậy bà đen? Tôi. Tôi hả? Ừ. Trời ơi. Nhìn một hồi cái kia. Đó ăn mặc như vậy nè. Y như con nít vậy. Tôi tưởng bà 13 tuổi không á. Ủa? Tôi 13 hả? Trời đất ơi. Trời ơi, có người nói tôi 11 tuổi á. Không dám đâu. Thằng nào nó điên nó nói bà 11 tuổi vậy. Tao 11 tuổi thiệt mà. Không dám đâu chị Hai. Chị có chồng rồi chị Hai ơi. Làm ơn đi, khôn ra giùm tôi chút xíu đi.
Làm gì nãy giờ ở dưới bếp mà tôi kêu quá trời không ra hả? Đâu ở dưới bếp đâu. Chơi đâu? Ở ngoài bờ ao á. Làm gì ngoài bờ ao? Tắm con gà. Gì? Tắm con gà? Ừ. Thấy chưa? Thấy nó ngu chưa? Gà mà nó tắm. Đừng có nói với tôi là tôi kêu làm con gà từ sáng tới giờ chưa xong nha. Chưa xong. Chưa xong? Ừ. Nè, tôi đã nói là làm gà phải nhúng nước sôi. Nghe rõ không? Có. Có hả? Ừ. Vừa ôm con gà vừa đi, làm gà phải nhúng nước, ra tới bờ ao. Quên sao? Chữ sôi. Quên chữ sôi hả? Trời ơi. À, cái chữ sôi là cái chữ quan trọng mà bà quên. Trời ơi, bà không cho nó vô nước sôi làm sao nó chết hả? Hèn gì tôi nhúng nước cái bà ngốc lên, tôi nhúng nước bà ngốc lên. Ai chết. Chết sao được, chết bà. Trời ơi, cái nước lạnh tanh nó phải ngốc đầu lên rồi. Rồi làm sao bà làm được con gà hả? Thì tôi đè bà xuống. Ờ. Cái tôi nhổ một cọng cái bà giấy đạch. Cái tôi nhổ thêm một cọng nữa cái bà giấy đạch vậy đó. Cái tôi tức quá. Ờ. Cái tôi đè bà xuống vậy nè. Trời ơi. Cái tôi nắm một chùm lông tôi nhổ cái phật. Nắm nguyên chùm mà nhổ cái phật. Ừ. Cái bất cứ sang. Cái bà nhìn tôi say đắm đậu không? Gà mà nhìn nó say đắm. Ừ. Trời ơi, nó đau quá, nó nhìn bà nó chứ say đắm cái gì. Vậy hả? Ừ. Đâu biết đâu. Rồi sao nữa? Thì tôi cứ giật. Cộng cộng lông đuôi tôi giật cái phức. Cái bà nhìn nó chạy mất tiêu. Trời đất ơi. Trời, có một con gà thôi mà để cho nó chạy hả? Trời đất ơi. Rồi bà có rượt theo để bà bắt con gà lại không? Có sao không? Ờ, vậy là còn khôn á. Dĩ nhiên rồi. Thôi. Cả sớm này ai cũng kêu tôi khôn quá đó. Trời ơi, sớm này kêu nó khôn. Nào kêu bà khôn đó cũng khùng lắm rồi đó. Nè, bà rượt theo rồi sao? Mà đậu ơi. Gì? Cái bà gà này á, con gái mà mắc nết quá đậu ơi. Sao mất nết? Ở chuồng, ở trần chạy vòng nhông qua đường bà không biết mắc cỡ đậu. Bà giặt hết lông con người ta rồi, còn đồ đâu nữa mà mặc mà không ở trần ở chuồng. Vậy hả? Vậy gì? Bà giặt hết, bà gắn lên đầu bà kìa, bà thấy không? Bà thấy đâu? Bà đây nè đó đó y như là bà đi viên nhà, thấy không? Thấy rõ ràng không? Trời ơi, vậy na. Ờ, vậy na. Cười gì? Nhưng mà đậu ơi. Cái gì? Tôi nói đậu nghe nha. Sao? Bà gà của mình á. Ờ. Thấy cái anh gà trống ở nhà ông Bảy á. Ờ. Cái bà mắc cỡ, bà làm như là bà chính chia vậy đó. Cái bà lấy cái tay bà che lại vậy nè. Đó. Ê, ơi, các bạn, gà mà lấy tay che hai cái cánh của nó đó, bà nội ơi. Thì hai cái cánh cũng như hai cái tay thôi. Ờ, à, hai cánh cũng như hai tay thôi. Ừ. Rồi sao nữa? Xong rồi, bà dây tùm xuống ao thôi. Đúng rồi, con gà nó còn biết mắc cỡ, nó thấy nó không có cái gì hết trơn, nó thấy gà trống, nó hoảng hồn, nó nhảy xuống, nó che thân nó. Rồi bà có nhảy xuống để bà bắt con gà không? Có sao không? Ờ. Tôi nhảy xuống. Ờ, bà nhảy xuống. Cái tôi chụp bà. Ừ. Bắt vuột. Cái tôi chụp một cái nữa cái bà vuột. Mà hình như đậu ơi, con gà này hình như bà tha lô tình đó đậu. Bà tha lô tình là gì? Lô tình là cái gì vậy? Hả? Bà kem đó. Trời ơi. Gà tha kem hả? Nó không còn gì trơn, nó xuống nước nó phải trơn chứ sao mà nó tha kem. Hả? Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng tôi với bà gà giặt lộn với nhau. Trời ơi. 15 phút sau thôi. Tôi mệt quá cái tôi cởi đồ ra tôi tắm luôn. Hả? Bà cởi ra bà tắm luôn. Ừ. Đây là chặt rồi, chặt rồi. Trời ơi. Bắt cởi ra hết rồi không mát sao được. Ơi, giữa trưa nắng gắt mà bà cởi hết đồ ra, bà định chiêu đãi cho cả làng cả xã này biết phải không? Đậu. Vậy đậu nói quá à. Giữa trưa thì cũng có người thấy người không chứ đậu. Có người thấy người không là sao? Là người ngủ thì không thấy mà người thức thì người ta thấy thôi. À, đậu ơi. Sao? Hình như cái người ngủ ít hơn là cái người thức có đậu. Người ngủ ít hơn người thức. Ừ. Tại sao bà biết? Tại vì tôi hộp xuống tôi bắt con gà. Ừ. Xong rồi tôi đứng lên một cái. Trời ơi, đậu ơi, tôi thấy nguyên một rừng đàn ông nó nhìn tôi, đậu ơi. Trời ơi, tôi quê quá, tôi hụp xuống lại luôn. Hụp xuống, ngóc đầu lên, một rừng đàn ông nhìn nó. Tôi nói cho bà nghe, mấy cái thằng bà nó nhìn nó xấu lắm biết không? Nó xấu tánh lắm bà biết không? Đậu, cũng có người xấu người tốt cái đậu. Có người tốt sao? Ừ. Ai tốt? Có ông Trường Vũ Sát bên nhà mình đó. Sao?
Ông kêu tôi là đen ơi. Mày lên đây tao cho mày mượn bộ đồ của vợ tao mày mặc kìa. Đó, ông tốt đó. Tốt quá à. Không dám tốt đâu. Giả bộ đi dụ bà lên để nó nhìn bà đó bà biết không? Ngu gì tôi lên. Đó, ít ra cũng còn khôn được chút xíu. Tôi đã nói với ông rồi mà, người ta nói tôi khôn mà. Thôi, mới khôn được chút xíu mày đặt hãnh diện. Như vậy là không có leo lên phải không? Không, tôi không có leo lên. Nhưng mà tôi kêu ông Trương Vũ xuống thôi. Hả? Thôi sao nó làm cho tôi bất ngờ miết. Không chịu leo lên mà rủ xuống. Trời ơi, rồi Vũ nó xuống nó làm gì bà không? Ông đâu có làm gì tôi đâu. Ông chỉ nói thôi à. Nói gì? Ông nói, Đen ơi, mày có nhột không chứ? Hồi nãy giờ tao thấy mấy con cá nó rửa mặt, tao thấy nhột lắm đó Đen. Ông nói vậy á. Ông nói vậy á. Thì ra không những người thấy mà động vật ao hồ cũng thấy hết luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chồng tôi nó giống con khỉ già dữ vậy trời. Mày ngu lắm mày biết không? Đâu? Sao hôm nay đậu mất dạy dữ đậu? Trời ơi, bữa nay dám chửi tôi mất dạy nữa hả? Ừ. Hả? Má tôi dặn là vợ chồng phải kêu bằng anh em, không thì kêu bằng tên. Đậu kêu tôi bằng mày, rồi cậu biểu tôi kêu đậu bằng anh. Té ra đậu là ngừ, còn tôi là con gà hả? Trời ơi, ngon quá. Bữa nay lý luận rồi nữa ha. Ba không đánh mày không được. Đứng im nha. Tập nhào qua tao đánh mày cho mày coi. Nha, nha. Đó. Ngon quá ha. Ngoắt nữa ha. Mời vào phải không? Ha. Rồi bữa nay tôi không đánh bà, tôi là con bà. Đậu, tôi nói cho ông nghe nha. Tôi là vợ của ông, nên tôi nhịn ông đó. Chứ cỡ ông hả? Tôi đá một cái đó hả? Ông lọt xuống sông á, ông ngóc cái đầu lên. Ba má ông nhận ông không ra luôn. Được rồi, đứng im đó. Tôi đánh bà cho bà coi nè. Dính cháu rồi. Chồng ơi, chồng ngủ cho ngon. Rồi, ngủ rồi. Thằng này nó ghiền ầu ớ. Để coi cái tướng nó ngủ coi sao nha. Trời ơi, tới giờ này tôi phát hiện ra chân lý rồi trời ơi. Chồng người ta ngủ như thiên thần, còn chồng tôi ngủ như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con quỷ hả? Con quỷ hả? Quá trời, dám nói chồng con quỷ hả? Đậu, Đen giỡn rồi Đậu, Đen giỡn rồi Đậu, tha lỗi cho Đen đi Đậu. Biết lỗi chưa? Biết rồi. Khoanh tay lại. Dạ. Xin lỗi coi. Đen xin lỗi Đậu à. Đi vô nấu cơm. Cái gì nấu cơm hoài à? Trời ơi, chưa ăn cơm mà nấu cơm hoài gì? Đen vô Đậu. Ê. Dây. Trời đất ơi, cái gì hả? Không. Dạ. Dạ. Ừ. Đại biểu. Chuyện gì? Hồi sáng á, tôi đưa tiền cho đi chợ, còn dư nhiêu đưa ở đây. Hết rồi. Sao hết? Nhà có nguyên một con gà rồi mà đi chợ hết tiền là sao? Hôm nay nhà có khách mà. Khách nào? Thì con én đó. Én nào? Thì con én lượng á. Én thì nó phải lượn trong đèn én đi bộ. Con én mà hồi xưa đậu mê nó đó. Đậu đi hỏi cưới nó. Khi nó chơi đậu xấu, nó không có chịu. Khi đậu quê quá, đậu quay qua. Đậu đi hỏi cưới tôi, cái tôi chịu liền đó. Trời ơi, tôi đi hỏi cưới người ta, người ta chê tôi xấu, người ta không chịu. Tôi quay qua tôi hỏi nó, cái nó hốt tôi liền. Ủa, mà sao tự nhiên con én lên đây làm gì? Nó thâm đen. Ê, xạo vừa vừa đó nha. Con én người ta trắng trẻo đẹp để làm gì thâm đen. Nó thâm đen thiệt thôi. Thôi đi, ganh tị với con én không à. Con én người ta trắng trẻo nó đẹp. Thâm đen là bà, thâm đen là bà. Đậu, bữa hôm nay bà hết giữ ông rồi sao ông ngu dữ rồi đậu. Trời, bà dám nói tôi ngu hả? Hả? Vậy tôi hỏi ông nè, tôi tên gì? Đen.
Vậy con bé nó lên đây nó tâm tôi là tâm gì? Tâm đen. Vậy con chịu tâm đen nó là cái gì? Cứng họng rồi phải không? Thấy không? Cứng họng rồi. Bà nói chuyện bà không trắng phết rõ ràng làm sao người ta hiểu, làm sao mà anh đợi sợ tên. Ông qua đây. Gì? Ông muốn tôi chấm phết phải không? Ừ. Ông coi nha. Ừ. Tâm đen, đó là chấm nè. Phết nè, ừ. Tâm đen. Cái nào cũng vậy thôi, cái nào cũng tâm đen thôi. Cứng họng rồi phải không? Hết chảy rồi phải không? Cái nào cũng là thâm mà đen. Im. Trời ơi, tôi nói mày rồi. Tôi nói mày bao nhiêu lần rồi. Nói một thì hiểu mười chết. Ăn cái gì mà ngu dứa mà trời ơi. Trời tao ăn cơm. Trời bằng miếng răng bằng tôi không? Hả? Trời tôi miếng răng từ nhỏ tới lớn mà giờ cái răng nó muốn ngọn hết trơn. Cái nú cũng bay đi rồi đó hả? Tôi hỏi bà tại sao con én tự nhiên nó lên nó thăm bà? Thì nó nghe đầu quánh tôi quánh nó lên nó thăm chứ làm sao? Thì ra là đi nói xấu chồng cho con én nghe phải không? Đâu phải có không? Đâu, đâu có. Bà không nói sao nó biết? Ông có thiệt hoàng út cho em lắm anh ơi, ông có. Bây giờ tôi hỏi lần cuối nghe, có đi nói xấu chồng cho nó nghe không? Không có, em chỉ nói với bà tám kế bên nhà nó thôi, em không có nói với nó thiệt á, thế. Bà nói với bà tám, danh hiệu của bà là bà tám. Bà nói bà có nghĩa là bà nói cho cả làng cả xóm này biết hết rồi. Ủa ảnh hưởng dữ vậy trời. Không ảnh hưởng. Vậy để em qua em nói lại với bà nha. Trời ơi, đứng lại. Nói lại với bà. Nhanh quá ha. Bà bước ra đây. Bước ra. Dạ. Ngon quá ha. Đứng lên. Đứng thì đứng làm gì. Bà chửi tôi đó phải không? Dạ. Trời ơi. Không có, không có. Không có chửi, không có em, không có chửi. Em chỉ tâm sự một mình em thôi. Tâm sự ha. Đưa cái cây đây. Đưa không? Không đưa là pẹt pẹt. Cái mặt tôi sọc ta rô rồi đó, biết không? Ta khôn hồn á. Quay xuống. Quay. Khoanh tay lại. Không vậy quanh. Nè. Bây giờ ngang. Tôi đếm từ 1 tới 10 ngang. Bà phải nghĩ ra cái cách nào để minh oan cho tôi, ha. Bà mà không nghĩ ra hả? Bạc 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 bạc. Ráng nghĩ ra cách nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có rồi, có rồi, có rồi. Có, nói nghe coi. Vậy, con én nó lên, đậu làm đen, đen làm đậu đi. Đậu làm đen làm đậu? Ừ. Là sao? Là bình thường, đen nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Bây giờ ngược lại, đậu nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Còn bà làm gì? Quánh mày cái làm gì? Trời ơi. Ngon quá, tôi làm hết trơn rồi bà đánh tôi ha. Bà ngon quá. Không có. Làm vậy để cho con én nó thấy đạo tội nghiệp nó thương đạo thêm thôi. À, giống như là nó nghe nói á là tôi đánh đen không à, phải không? Đúng rồi. Mà bữa nay lên thì nó thấy ngược lại, nó thấy đen đánh tôi không? Đúng rồi, bình thường á đậu quýnh đen hoài à, bây giờ á đen quýnh đậu để cho nó thấy tin đồn của bà tám không phải là sự thật. À. Ê, nhưng mà tôi dặn nha, đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Hồi nãy bà đánh tôi cái trớ mới luôn á. Đánh mạnh quá là tôi nổi điên lên á. Đã. Quan trọng là cái nổi điên á. Nếu mà đậu nổi điên lên á, cho đen hát một câu thôi. Câu gì? Cho đen một ngày thôi. Đó là đậu xìu xuống và ngất ngay. À, nếu mà tôi giận quá tôi nổi điên lên mà nghe bà hát là cho đen một ngày thôi là tôi phải xìu xuống và ngất luôn. Ừ. À, rồi được. Bây giờ làm gì? Bây giờ, đưa đây. Đậu. Hả? Đi vô nhà. Nấu cơm, giặt đồ, rửa chén mau lên. Đi vô. Ngon quá. Nói hả, tao quánh mày bây giờ. Đi. Trời, ngon quá. Cho đen một ngày thôi. Đây. Mày dính cháu rồi, đậu ơi. Kỳ này con én nó lên đây, tao sẽ quýnh mày ba má chặn không ra cho mày biết đâu mày. Gió đông ngát hương dập trời chim én liền cây này đây trời xanh mây trắng bay nóng bỏ mẹ này có đứa nào ở trong nhà không hả này ơi có ai ở nhà không cho hỏi thăm tí nào ôi trời cháu sang đây ôi trời ơi
con ở đâu đấy hả? Bố con không báo cho cô biết là bố con có con mà sao gớm bây giờ mày lớn thế nhỉ? Bây giờ bao nhiêu tuổi rồi con? Cặp mắt này là của bố này, mũi này của bố này, mồm này của bố này. Nhưng mà sao tướng bé tẹo con bao nhiêu tuổi mà mặt con non già thế hả? Chắc là mày bị rú hát đây này. Ngày xưa bố mày to con tốt tướng lắm đấy. Sao bây giờ mày cứ bé tẹo thế này hả con ơi? Giời ơi! Thế là bố con... Bố con đâu? Thằng Đậu nó xui thế. Gớm có mỗi đứa con dai mà nó dở người. Người không ra người, khỉ không ra khỉ. Bây giờ nó đứng cứ như tượng mà không có linh hồn. Sao con cứ đơ ra thế? Cô đang hỏi con đấy. À, chết kêu thôi, đơ ra thôi. Chết. Nãy giờ cô nói keo nó phun ra dữ lắm hả? Ừ. Thế chờ cô tí cô giải quyết cái keo này cho. Chỉ có nước là keo nó không dính ra. Thôi thôi thôi. Trời ơi. Con nào mà con. Em. Ôi. Mày biết cả tên cô nữa à? Không nhận ra anh sao? Tao tát cho mày vỡ mồm. Mày dám gọi anh với ai hả? Bố mày đâu? Đậu nè. Đây là Đậu. Đây là Đậu. Ôi, đây là Đậu. Đây. Không nhận ra anh sao? Đây là Đậu. Ừ. Thế đâu là Đậy? Trời ơi, em ơi, em có sao? Em. Đậu nè. Anh Đậu. À. Sao mau thế? Mau gì? Ngày xưa anh như Rambo. Bây giờ anh rút lại như quả ngô thế hả? Con đen nó nuôi anh vậy đó, nuôi riết bạn teo lại. Anh bước ra kia cho em xem. Trời ơi, người chỉ còn bằng cái bắp đùi ngày xưa là thế nào hả giờ? Đậu. Phải én không? Phải không? Én thì chứ còn ai. Không dám đâu, én hồi xưa rồi lùng hơn tôi mà sao tự nhiên giờ dài sọc vậy? Thẩm mỹ. Thẩm mỹ sao? Đi thẩm mỹ viên. Dám đâu, thẩm mỹ sao kéo dài sọc ra thấy ghê hả? Ôi gớm. Anh bây giờ nó làm cái gì cũng được, nó làm ngắn cũng được, nó làm dài cũng được. Nó muốn kéo dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà kéo chi dài sọc vậy nè, đâu có ít lợi gì đâu. Khổ. Em, cái tính của em làm cái gì em cứ làm tới nơi tới chốn. Anh thấy không, từ con mắt tới cái mũi, đến cái mồm. Em làm hết. Nhưng mà em ngày xưa là em làm vừa vặn thôi. Nhưng không ngờ bố thiên sư đó, cái thằng bác sĩ cứ đưa thừa tiền không thối lại, nó cứ làm thêm chứ lị. Nó làm đến độ mà tiền trong túi em xanh, mà nhan sắc em nó như thế này, nó làm bị nổ tay đấy. Trời ơi, làm anh nhận không ra em. Ôi, phải én đây sao? Én đây. Mày tên gì mày? Tên Én. Tao tưởng mày tên con rắn chứ. Chào quên mình làm gì mày quấn chồng tao như thanh xà bạch xà. Mày có tin tao quấn mày lòi nọc không? Ngồi dậy. Còn thằng kia, nhìn gì mày? Thấy gái là nhìn đúng một bên. Ăn gì chưa? Chưa, từ sáng giờ đói thối cả mồm nha. Đi vô dọn cơm cho Én ăn. Vô nha. Đi. Ngồi chơi. Cảm ơn. Ôi, này Đen, mày ngồi xuống đây bảo này. Chỉ có không bao lâu rồi không gặp được mày, sao bây giờ mày dữ thế hả? Ngày xưa mày hiền lắm cơ mà, sao bây giờ mày dữ thế? Bây giờ mày có uy nhỉ? Tao thấy mày. Đi vô. Ai cho phép mày ra? Dọn cơm mời Én ăn. Tao chưa cho phép mày lấy gì mà dọn cơm. Chừng nào tao cho phép mới được bưng ra. Đi vô. Đi. Tôi nỡ tôi bưng ra rồi thì nó cứ cho tôi để xuống đi. Trời ơi, nó bắt tôi bưng ra bưng vô, nó hành tôi. Được rồi, một lát nha, con Én nó về tao đánh ba má mà nhẫn nó không ra nè. Trời ơi.
thấy thằng chồng mày nó cứ như là mắt đằng dưới thế hả? Tao đánh riết mà nó bị khùng quá. Sao tao nghe người ta đồn bảo là nó đánh mày như cái mền rách? Đâu có, tao đánh nó thì có chứ nó làm gì đánh tao. Có thế à? Ừ. Sao thiếu tướng nó bây giờ cứ gần như teo héo lại thế? Tao đánh riết mà nó lớn không nổi là vậy đó. Ồ. Coi vậy chứ nó ngu lắm mày ơi. Thế à? Tao đếm từ 1 cho tới 9 nó cũng không ra, tới 10 nó mới ra. Sao? Ừ, nó chỉ biết số 10. Có thế à? Mày coi tao đếm nha. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Đâu có ra đâu. Ừ nhỉ. Mày coi tao đếm tới 10 là nó ra nha. 10. Dạ. À, trời trời. Tại sao mày chế hai nhịp? Trời thế. Chế hai nhịp là quýnh hai cái mới có 1 thôi. Dạ. Mới có 1 à? Ừ. Thôi chứ tao một cái nữa. Sao mày chế thế hả? Ôi, đánh rồi mới thấy nó tội. Xin lỗi nhé. Mời é ăn cơm. Anh mời hai em dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Cảm ơn. Hai má. Anh mời hai má dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Ừ, để đấy cho má. Sao mà cứ bị chửi má thế này? Bé, thằng chồng mày nó làm gì nó lầm bầm thế? Nó chửi mày chứ gì? Ô, tiên sư bố thằng mất dạy. Hả, mày nghĩ mày chửi ai thế? Mày chửi tao là mày chửi lầm người rồi nhá. Mày chưa biết danh bà chửi như thế nào, bây giờ mày dám hỗn láo với bà. Bà đã từng chửi ở cái xóm nhà mình 12 thằng ra, mẹ bà chửi một phát nó nằm lăn đủ ngã ngửa ra ngay. 60 mấy người trong xóm tao chửi, có thằng nào dám chửi lại tao không hả? Bà chửi hết xóm mình, bà sang xóm khác 10 mấy cái xóm ở trong cái huyện này, bà chửi không còn một đứa nào. Xin lỗi nhà mày, mẹ bây giờ tao hết chỗ chửi rồi, tao sang nhà mày tao tìm người tao chửi này. Bây giờ mày nghĩ sao mà mày chửi mà tao? Anh đây, đậu đây. Chào anh. Em chửi quá vậy? Không, xin lỗi anh, em đang tập kịch cho xã anh ạ. Ấy thế mà bây giờ tự dưng máu kịch nó lại lên, chứ không có biết chửi. Từ xưa tới giờ em hiền như mã sơ, trái tim em khô khờ. À, hiền như mã sơ hả? Vâng. Vậy mà tưởng đâu ma cây. Em bình tĩnh lại chưa? Dạ. Bây giờ ăn nha. Dạ vâng. Món thứ nhất, châu chấu rang muối. Ôi, châu chấu rang muối. Ừ. Bưng châu chấu mà kỷ niệm nó đập vào trong mặt. Trời ơi, ngày xưa em như châu chấu, sống bên anh như con cào cào. Anh ơi, anh còn nhớ con châu chấu này không? Ngày xưa anh đã từng lội đồng bắt châu chấu cho em. Anh về anh rang muối, anh rang đến độ mà muối nó đóng từng tảng mà anh vẫn ngồi rang. Anh còn nhớ con châu chấu ấy không? Một miếng ruột anh cũng dành cho em. Mượn này mày đi chỗ khác, mẹ hai đứa tao tâm sự này. Rồi một cái càng anh cũng dành cho em, còn một cái chân anh cũng dành cho em nữa. Nít, mày có tin tao ập cái gì vào cháu vô mặt mày không? Mày đâu, mày ăn lời phải không? Tại sao tao kêu mày mua cho cháu cái mà mày đi mua cho cháu được hả? Ôi trời ơi, tao không biết con nào con đực, con nào con cái là tao con mày. Trời ơi anh ơi, sao anh dốt thế? Anh dốt thế là vợ cho anh nó đánh cho anh một ngày thắm cữ là đúng rồi. Cổ quá, con châu chấu cái là con châu chấu nó có trứng, còn con nào không có trứng nó là con đực, hiểu chưa? Ai nói con đực không có trứng? Con đực cũng có trứng. Thế con đực cũng có trứng à? Có, mà ít thôi. Biết chưa? Em hiểu rồi. Em, món thứ hai. Món thứ hai, động vật đồng nội lúc lắc. Lúc lắc hả? Ôi, mày coi nó lúc lắc chỗ nào? Nó nằm im mà nó lúc lắc hả mày? Ôi, con này sao mày khó thế? Thế bây giờ nó sống thì nó mới lúc lắc, còn nó chết rồi thì làm sao nó lúc lắc? Nó chết nó phải nằm im chứ, chết nó lắc thế nào được? Mày nghe nó nói mà nghe nó nghe nó nói không? Cho em một ngày. Đâu hiểu rồi, mày cho một ngày. Nhưng mà mày phải vừa vừa thôi chứ. Đậu sắp thành công rồi. Đậu sắp cảm động hả? Đậu sáng cố lên. Đậu sáng cố lên nha Đậu. Cố lên nha Đậu. Cố lên Đậu.
món thứ ba, cơm chiên Dương Châu ăn với nước mắm. Ôi, cơm chiên Dương Châu nước mắm. Em thích quá. Khoan, nuốt hết thì hả nói, ngậm một họng sao nói được trời. Em nhớ gắp miếng to quá. Nước mắm nè, cơm chiên nè, em nhớ không? Anh ơi, thấy bát nước mắm, thấy đĩa cơm chiên, tự dưng kỷ niệm lại về nó đập lại trong mặt em lần. Tại sao thế hả giờ? Bao nhiêu năm trời mà anh vẫn không quên tình yêu của mình qua chén nước mắm này hả Đậu? Bà xuống! Đậu, đây mà nước mắm hả Đậu? Tại sao ta cứ nước mắm đun sôi mới được đem ra, chưa đun sôi tanh rồi ai mà ăn? Thì tanh gì vẫn ăn được mà. Ăn đi nè. Sau đây xin quý vị xem tường thuật tại chỗ vụ tạt nước mắm tại nhà thằng Đậu. Đậu. Nước mắm đang từ từ chảy xuống mặt nè. Mũi nạn nhân đang phình to lên, chắc là thối lắm đây. Ôi lưỡi đã thè ra, chắc là mặn lắm nạn nhân nhỉ. Đang nổi sùng rồi. Ôi có nghe hai tiếng gì không? Tiếng xì khói lỗ tai từ nạn nhân đấy. Và cuối cùng sẽ là nổi điên. Con quỷ trời, tao giết mày. Đâu. Cho đem một ngày một lần thôi. Một giờ cũng được nữa mày. Trời ơi. Đâu ơi. Cho em một ngày. Mày câm miệng con quỷ. Mày xin hả? Có một tiếng đồng hồ là tao tơi tả mẹ nó rồi. Mày xin một ngày chắc nó quánh tao cha mẹ nhìn không ra. Anh Đường. Đường bộ con mày gì? Trời ơi, mày giả mang đến độ này. Hồi nãy tao vô, tao đẹp như một thiên thần. Hàng xóm của ba nhìn tao quá trời. Giờ tao đi ra chắc chó nó cắn. Thấy tao như con quỷ. Mày mằng cái gì mà ác dữ vậy? Hả? Tao về tao mát tới biểu tao lên đây là coi thử tụi bay sống thì sao. Tại tí biết cái tính thằng này nè. Mày á là chuyên môn vũ phu lắm, mày ăn hiếp vợ mày dữ lắm. Hả? Mày ăn mày quánh nó hoài đồn tới dưới quê, tía nóng ruột, tía sợ con dâu của tía có chuyện gì. Còn con này nè, sao đầu óc lớn rồi mà nói không nghe vậy hả? Như con nít à. Mày nghĩ sao? Gì bay không là tao lên đây tao can tụi bay mà nỡ lòng nào mày quánh tao vậy hả thằng Đậu? Tại anh giả gái em đâu nhận ra đâu. Tao không giả gái, tao chứng kiến được cái cảnh này hả? Thứ gì đâu không à? Bây giờ tao gì? Tao tơi tả rồi Đậu. Tao tơi tả rồi đen. Hồi nãy tao vô, tao đi được 2 tiếng. Giờ bay chứng kiến cho thả mãn tụi bay nữa. Tao còn có chân rưỡi thôi. Thả khoảng 2 đứa bay, 2 của con ôn dịch. Anh Đường, đừng có mét tía nghe anh Đường. Chết rồi, anh về anh mét tía đó. Tại Đậu đó, giờ anh về anh mét tía giờ tính sao đây? Đen. Gì? Đậu nói thiệt nha, bữa nay mới đổi con chút xíu à. Bị Đen đánh vậy, rồi bị Đen đổ nước mắm lên đầu. Đậu chịu không nổi luôn á. Vậy mà mọi ngày Đậu cứ làm những cái điều đó với Đen. Chắc đang buồn lắm hả? Thôi vậy nha, cho Đậu xin lỗi đi. Đậu hứa từ đây về sau Đậu sẽ không bao giờ đánh Đen nữa. Thiệt hả? Thiệt, không bao giờ đổ nước mắm lên đầu Đen nữa. Nếu mà có chuyện gì á, hai đứa mình nhỏ nhẹ ngồi nói cho nhau nghe ha. Chịu không? Tại Đậu không chịu khám phá Đen thôi, chứ Đen bí hiểm lắm á. Bí hiểm như đỉnh Olympia không? Đúng rồi. Vậy bữa nay Đậu quyết định sẽ thám hiểm đỉnh Olympia. Ê, đứng lại, tôi thám hiểm hả? Ờ. Không dễ